Trời ơi con vẽ này luôn hả chị? Mình làm cái này. Con tự vẽ hả chị? Dạ. Trời ơi còn cái bông này ai vẽ đây? Con ba bộ ai vẽ? Bộ ai vẽ hả? Cái bộ ai nhìn nè nhìn. Quá đẹp luôn con ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rồi, coi này gì đây? Wow, wow. Bà ngoại ơi, kêu ngoại lên, kêu ngoại lên. Bà ngoại ơi. Chú ba bì mua con á. Đứng đây con, đứng đây. Mẹ coi coi. Wow. Oh, you're so scary. Chú ba bì. Này là đồ của ngoại, lấy đồ của ngoại ra đi. Rồi đây là đúng rồi, nguyên cái thùng này. Daddy, this is all yours, Daddy. Chú ba bì. Chú ba bì mua cho con ấy. You always wanted that. Trời ơi, nó nói là cái đó là lúc nào nó cũng muốn luôn. Baby, watch out. Did you cut yourself? No, not yet, not yet. I saw it. Mommy. Khoan, trước tiên khoanh tay lại. Con cảm ơn chú ba bì. Con cảm ơn chú ba bì. Đứng đàng hoàng không có nhảy. Con bỏ xuống. À rồi. Chú ba bì. Rồi. Rồi nó lúc nào nó cũng muốn cái đó hết trơn á. Chú ba là bì là chiến này là nó nói hả? Em cho anh một thùng để cho anh gửi đồ chơi, gửi đồ cho chơi với mẹ. Hello, xin bánh chào đại gia đình mình nha. Ngoài mở rồi, rồi mở. Bà ngoại có nhớ là con chụp hình mấy cái con đó không? Wow, cái đó là hình như là baby long leg không con? Dạ phải. Daddy long leg. That's more like, it's more like cái vỏ của anh Barbie tặng mẹ. Vậy hả? Trời ơi, con nghiệp Barbie với ba. Màu vẽ đó, đó mẹ ngoại mẹ, đó kìa. À, ba lô. Ba lô đó mẹ vô dở ba lô lên. Quá là ngọt ha. Hình hình này đẹp không? Đẹp hình đẹp không? Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Nhìn cái ba lô kìa, nhìn cái ba lô kìa. Chơi đi, look at mommy pack bạc. Bà ngoại đang cầm kìa. Nó không để ý gì tới cái vỏ của mẹ nó ra luôn. Ớn thì nó ớn mà thiệt cái chứ. Rồi mẹ thấy rồi. Cái đó dầu thơm của ngoại bỏ dưới đất cũng được. Cái gì nữa? Oh, I see what's mine. Cái đó là gì vậy? Để con coi. À, mấy cái này chắc sticker. Thank you, Barbie. Anh Barbie có mua kẹo dẻo để cho Điều Quynh luôn. Không, cái đó là cái mixer đem về lại á. Anh bảo không xài. Thôi tắt cái con đó đi con ồn quá. Turn dad off. Cái này là cái gì? Cái đó là cái này là để vẽ đó. Đó, tập vẽ kìa. Is that school books? Rồi, tội nghiệp chú ba mì. Drawing books. Rồi, chú đáo đủ thứ, trình ly, trình xí không cây. À, cái này là... Này là đồ ăn hả con? Đúng rồi, đồ ăn á mẹ, đồ ăn đông lạnh á. Nè mẹ, đây cho mẹ cho con coi. Đây nè, cái này là bạc hía của chị Loan nè mẹ. Vậy hả? Bà... Chị Loan chỉ đóng gì đó hả? Chị Loan chỉ đóng gì nè. Đem mua cho mẹ luôn, mọi người mà muốn ăn bạc hía liên hệ với chị họ của Ngọc nha. Nè số điện thoại nè, chị làm bạc hía rồi này, chị Ngọc đem qua tới đây luôn nè. Dạ, rồi với lại mắm tép nữa. Chị đóng kỹ dễ sợ không mẹ? Chị đóng đi nước ngoài, chị đóng vậy đó. Hút chân không. Wow. Cái này là tên gì? Kiwi Willy. Kiwi gì? Kiwi Willy hả? Chú ba mì mua viết nè. Mua viết kìa, nguyên hộp viết luôn kìa. Chơi đi, lật. Kìa chơi đi. Slinky. Kìa đó. Trời, cái nào nó cũng nói nó muốn hết trơn. Nó nói lúc nào nó cũng muốn chứ đó hết trơn. Không có nào mà nó không muốn hết trơn á. Má con nè, nguyên cái thùng này là bạc hía với lại ấy đó mẹ. Chị đóng ngon lành ha. Có nhiều mấy chị mà chuẩn bị đi Mỹ á, cái đặt hàng chỉ là cái chị ship qua thẳng tận nhà, chị ship y chang vậy. Trời ơi. Ba kêu ba mẹ đang quay. Sạch sẽ ngon lành. Mình quấn mà còn bằng á nghe mẹ, mình quấn đi cũng bằng, qua đây bị chảy mày nhớ không? Ông nội. Cái đó của mẹ nó bỏ xuống đi. Rồi con đẩy cái thùng này qua ngoài giùm bà ngoại cái. Đẩy vậy con. Rồi đưa thùng kia vô. Trời ơi, chú ba mình mua viết. Đó, coi viết rồi, hồi đây mẹ cho con mượn mẹ. Viết, viết mà ảnh mua chắc cả trăm cây viết. Viết vẽ. Trời ơi, chú ba mình. Giờ nó sắp á, giờ đồ của nó sắp á, trời chắc cả trăm cây á. Búp bê nữa. Búp bê cao quá, trời cao như cây. Cao quá.
mấy con búp bê luôn á. Đúng luôn, trúng mua đó, trúng luôn á. Cái gì mà liên quan tới ủa kìa đó, ủa kìa đó, đồ chơi kìa. Đây nữa nè, đây đồ chơi nữa nè của chú Barbie nữa nè. Đây nữa nè, đồ chơi của con nè. Con bố bà hả con? Trời ơi, nó nhìn nó là bố bà, là cái này là bây giờ trà sữa. Trà sữa uống đó. Đây nè, đây nè. Cô Thủy mua cái đó là. Wow, mở ra, mở ra. Thì đà đi, đây nè. Nè. Đó, anh mua, bên bà bị anh mua cái đó luôn á. Tôi tặng á, cái đó được tặng á. Thế con. Này con, này con, sticker. Chay là bữa nay là trúng luôn rồi thầy ơi. Bữa nay là chay đúng luôn luôn rồi đó. Bỏ mấy đôi dép mấy đôi dài mẹ ra đi. What? What mà? Yeah, đúng rồi, dì Thủy mua đó. Nè, mẹ, cái bóp mẹ anh Ba Bị anh mua nè mẹ. Bánh, bánh ngày xưa hả mẹ? Ông ngoại mua cái đó, ông ngoại mua con á. Bánh đó ngày xưa á. Còn cái này là gì ta? Ba Bì mua luôn hả? Ba Bì mua luôn á. Đây mẹ, ảnh tặng cho mẹ hai áo nè. Trời đất ơi. Rồi chị sẽ đem giúp về mẹ, bỏ ra, bỏ giúp về mẹ mát ra đi. Nữa mẹ. Quá sao? Nữa mẹ. Đây mẹ, ảnh mua bánh này nè mẹ. Bánh bánh tuổi thơ ra. Cái này kêu bằng bánh banh không ta. Nè, nguyên con đem coi chừng mình cả chục cái ba lô của mình qua luôn. Trời đất. Nè, bánh xăm banh nè. Bánh này nè, bánh này cũng bánh ngày xưa nè nha. Bánh này nữa nè, bánh ngày xưa này nữa nè. Nè, còn cái này là bánh thì Quynh thích, ảnh mua luôn nè. That's your favorite. Quá trời quá đất luôn. Nè con kéo nhẹ nhẹ thôi, cứ con kéo nhẹ quá là đây còn đây nữa nè ngoại nè. Nè đây nè. À, tâm khô của chị Thủy cho. Vậy hả? Trời ơi. Chơi cho hoàng. Rồi cái này là cái gì ta? Khô hả mẹ? Hả? Mày dặn chị Ngân mua khô qua gì? Không có, mẹ đâu có kêu chị Ngân mua khô. Chứ cái này là cái gì ta? Chắc khô quá chứ gì? Này này là nguyên thùng đồ đông đá nè mọi người. Cái này là chả cá thác lát nè. Ôi trời, chảy máu rồi nè. Nó ra ấy. Cái này là này bó, này bó tay luôn, không biết vụ gì, vụ gì. We're gonna make some room in the freezer. Yeah. Mommy. Cái này không, cái đó để ngoài mẹ, cái đó để ngoài mẹ. Dạ, để ngoài. Cái này là cũng chả cá thắt lát hay gì nè, mẹ nhớ mẹ nói chị mua con cứ bỏ hết vô đây đi. Mấy con cá lóc tươi nè phải không? Mẹ muốn ăn cái mẹ cái này gì ta? Cá đêm hồng. Cá diêu hồng hả? Khoái cá diêu hồng à. Dặn chị Ngân mua cho mẹ kho mắm. Ừ, trời ơi đẹp quá. Quên gì không? Quên gì? Quên kêu chị Ngân mua cho mẹ ký cua đồng á. Ờ, có đó có lý ha, mua cua đồng rồi để dành nấu bún điều đúng rồi. Quên, mới nhớ. Ồ. Tới mẹ thấy ông bệnh ăn bún riêu á. Cái mẹ nó sợ. Chiến sao mua. Đúng rồi. Ở đây đâu kiếm ra cua đồng. Đúng rồi. Mình mua một mớ đó mình đem về đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi ôi đẹp quá không mà bây giờ tất cả những cái món quà này con có vui không? Dạ. Con cảm ơn chú Ba Bì lần nữa đi. Con cảm ơn chú Ba Bì. Ba Bì. Con này dằn dữ vậy trời. Lương quá ha, chắc mấy người lương quá. Chắc vậy quá. Ờ, nghe chị nói có lương nữa mà mẹ kêu thôi. Đó cá du hồng nè. Mấy con lương ở nhà không để cho. Ơi, có mẹ đâu. Mẹ không mua đâu. Quà của mẹ đâu hả? Dạ. Chú Ba Bì mua nhiều quá rồi mẹ đâu có mua. Ủa nhớ mẹ, mẹ đưa con à đó. À cái con đó nè hả? Thấy chưa? Ủa ông mày biển đó, ông nói là chay. Không, tự nhiên cái con đó nó mất tiêu rồi. Không nhớ con đó đâu luôn. À chắc mẹ bỏ quên đó, mình khách sạn rồi. Ủa nhớ bữa đưa con câu là ghê chưa, là ghê chưa? Ghê thiệt chứ. Tưởng quên, tưởng có nhiều quà, quên quà của mẹ rồi. Đúng mẹ có mua con màu xanh, đúng con màu xanh luôn. Bông đồ bi lông ma nè, rồi chay, thương không? Nè mẹ nè đó, trong đây là nguyên bịch nữa nè. Cái này chắc mắm, cái này chắc mắm tép, cái này à. Cái này là mắm cá lóc. Ủa, mắm cá lóc hả?
Mày có nói chị mua món cá lóc không? Ờ, kệ nó đi. Ừ, cái này là ba khía nè, ba khía tỏi ớt nè. Đi gửi. À, còn cái này là mắm tép nè mẹ nè. Dạ. Mắm tép à? Đó, trời ơi, cái nào chị cũng có label của cái đó không? Logo của cái đó không? Rồi, mấy cô chú anh chị mà đi về Việt Nam chơi á, mà có muốn đặt mắm đặt đồ này kia đó, cứ gọi liên hệ với chị cái tới ngày đi, chị ship qua cái xong. À, qua tới bên đây nè, cả nhà mình thấy không, vẫn khô đó, sạch sẽ luôn. Ừ, cũng còn lạnh tanh luôn á chứ. Đóng hàng kỹ hết, rất là kỹ. Ừ. Trời, chị lo mà chị không làm đâu, chị chỉ làm gì cũng kỹ lưỡng hết trơn. Đúng rồi. Kỹ lưỡng. À, rồi hết rồi đó ngoại. Đó không, rồi này đây là một thùng đồ ăn cho gia đình. Còn à, đây là quà của em bé chay chay. Thì ba bì ơi, con gửi cho cô quà nè, rồi gửi đồ chơi cho chay nữa. Thì cô cảm ơn con rất là nhiều nha. À, gửi quà cho chay thì được rồi. Còn có phần cô nữa. Trời, quên còn cái này nữa, còn cái này quan trọng nữa nè. Đây, cái giỏ con đâu rồi ta? Baby, you are where's my purse? Daddy, where's my purse? The Gucci one. The Gucci one? Is it? It's on the kitchen table. Okay, còn nữa cái này quan trọng. Rồi, tôi nghĩ con anh Công mua em hai cái áo này anh Công. Rút cái màu vàng. Rồi, ok, mày rút ra mày đọc đi. Chay, ngồi kế bên. Đây, ngồi kế bên, mua cảm ơn chú Ba Bì nha. Okay. Rồi mẹ ngoại đọc cái thư trước đi ngoại. Trời đất ơi, cái này gì đây? Đọc cái thư trước đi. Con biết gì không? Hả? Nói lớn lên cái này. Cái này là. Là gì? Là tiền. Tiền rồi, nhưng mà bà ngoại đọc thư. Bà ngoại đọc thư, bà ngoại đọc thư cho chay trước đi. Rồi bỏ lại vô bao thư nha. Chúc gia đình Ngọc và cô chú Bảy được nhiều sức khỏe. Thật thân tâm an lạc, hạnh thông trong cuộc đời. Đây cô đọc nha. Mẹ mà không có đâu mắt kiến. Thân tâm an lạc, hạnh thông trong cuộc đời, bình an trong cuộc sống, trí tuệ và từ bi. Chúc gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, tràn đầy yêu thương. Con mong cô chú vui hoài và bình yên ở đó. Cháu Ba Bì, thấy thương không? Thương tiếp tục, trời. Cái tiếp tục, cái thẻ tiếp theo nè. Rồi, chúc con gái nè. Nghe nè. Con có nghe không? Mẹ đọc là chúc con gái JD sinh nhật vui vẻ. Chúc con luôn ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời ông bà cha mẹ. Chú Ba Bì cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Mãi yêu con. Happy birthday JD, ngày 11 tháng 11 sắp tới là sinh nhật của con đó. Là chú Ba Bì như vậy nè. Birthday JD, anh nhờ Ngọc giúp anh mua một món quà giùm cho anh nha. Anh cảm ơn Ngọc nhiều lắm. Là chú ảnh để 200 đô để cho để chuẩn bị chảnh chuẩn bị cho tới tháng 11 sinh nhật đó luôn á. Cái quà này là cái quà mà chú Ba Bì cho. Rồi con muốn cái gì thì con nói mẹ mua nghe. Con cảm ơn. Con Ba Bì lắm đấy. Mẹ nhớ không? Không, cái này là để vào quà sách tới ngày. Rồi, ok, tới đó đi mua. Tới đó đi mua. Cái tấm sinh nhật á, bỏ cái thiệp bỏ sinh nhật vô. Để tới tới chừng ngày sinh nhật có ngoại đem ra ngoại. Ma mì lon lét bị gì rồi giờ muốn ma mì lon lét nữa. Cho hả? Cái con ma mì lon lét nó bị gì mà con muốn nó mua nữa? Con cũ hay gì? Có cũ rồi. Trời ơi. Nè cả nhà mình coi nè. Bắp bì giờ tặng cho bà ngoại. Bắp bì, em bắp bì nổi tiếng luôn rồi đó. Trời ơi, hai áo bận mát lắm nè bà bì ơi, thấy thương không? Trời ơi, con nghiệp hết sức không? Trời. Áo đẹp không con? Chú bà bì cho ngoại áo đẹp không? Trời, anh xuống anh chơi với con hai lần. Lần đầu tuần đầu mới về rồi cái bữa sinh nhật anh xuống anh chơi con bữa. Mẹ thấy có Ba Bì đó. Rồi ok đó mọi người. Đây nè, chú Ba Bì cho con đất sét. Tiếp theo đã mở ra một cái khu ra cái video clip vui thùng ở Việt Nam đem về cũng vui đó mọi người ha. Có chút xíu đồ để mở để khui cho mọi người coi cũng vui. Con đi Việt Nam á không có nhà, có mấy cô ở gần đây nè. Cái cũng sợ là đi Vinh nói tiếng Mỹ, mẹ nói tiếng Việt rồi cái mẹ muốn đi chợ hay là mẹ muốn làm cái gì á là hai mẹ con nói nhau không được á. Cái mấy cô cũng gọi lại cũng nói không có Ngọc ở nhà rồi chị muốn đi chợ hay là em muốn đi chợ hay là em muốn mua cái gì không mà để chị lại chị chở đi. Hoặc là lâu lâu cái gọi lại kêu mẹ là chở mẹ đi ăn.
đó thì hả, mẹ thì cũng mới qua đây nhưng mà có mấy chị mà tình cảm yêu thương mẹ vậy đó, thì mẹ cũng xin cảm ơn mấy chị đó đã quan tâm tới em, rồi bảo mấy ngày bão gió đó mấy cô cũng gọi lại hỏi thăm hoài ở chỗ của chị có bị gì không đó. Vậy cũng vui cũng mừng ha. Rồi trời ơi, coi cái đồ, coi búp bê, búp đồ của nó sắp nè. Cái búp bê, búp đồ của nó sắp nè ông bà cô chú ơi. Quá trời luôn. Rồi. Ok, chắc Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip này tại đây ha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.